nam mô a di đà phật. Hộ niệm là giúp cho hàng phạm phu chúng ta có cái cơ hội một đời này vãng sanh tây phương cực lạc. Không hộ niệm thì trong đời này Phòng phạm phu chúng ta thực sự có nhiều khó khăn đấy. Hôm nay xin chư vị mở trang 55 Chúng ta nói về những đáp án thích hợp Cho người tu hành trong thời mạt pháp này Cần nên thực hiện những gì? Hẳn nhiên khi nói qua thì chư vị cũng có mường tượng trong trong tâm Là chúng ta nói về hộ niệm Tuy nhiên hộ niệm không phải là một cái pháp thần thánh gì Mà cứ mỗi lần hộ niệm là được vãng sanh mà chính chúng ta phải thực hiện những điều gì để cho nó hợp với con đường vãng sanh và chúng ta hợp với cái phương pháp mà những người ngồi bên ta khuyến tắng rồi ta thực hiện nói chung về vấn đề hộ niệm tất cả chúng ta đều chuẩn bị từ lý từ sự vững vàng thì mới có thể được câu gì muốn an toàn thì phải giữ hạnh khiêm cung kết nhóm đồng tu hộ niệm cho nhau đúng không chư vị đúng. câu này nói về cái hạnh khiêm cung là cái chúng ta phải chuẩn bị ví dụ như chúng ta kết hợp ở đây là nói về hộ niệm thì ở mỗi nơi chư vị thành lập ra cái ban hộ niệm nếu thành lập cái ban hộ niệm rồi chư vị nói tôi thành lập cái ban hộ niệm rồi thì tôi vững vàng tôi không sợ gì nữa xin thưa với chư vị coi chừng có sự sợ hở Tại vì hiện tại trên đất nước Việt Nam chúng ta có hàng ngàn ban hộ niệm người ta hoạt động từ Nam chí Bắc. Nhưng mà không phải là khi người ta hộ niệm cho người nào thì người đó được phan thành. Thành tích trong những năm qua để lại phải nói là bây giờ số lượng mà người ra đi với thân tướng mềm mại có cái hiện tượng vẫy tay chào ra đi. Nhiều khi không còn đếm được nữa. Mình nói đếm không được nữa là tại vì mình không có đủ cái cái điều kiện để đi đếm Chứ mà thật ra thì nếu mà mình đếm kỹ Thì cái số lượng người mà chết ở Việt Nam Nhiều lắm đấy Với số lượng người mà được niệm Phật Hộ niệm ra đi thân tướng tốt đẹp Nhiều thì thật nhiều đấy Nhưng mà cũng không phải là Có thể sang bằng với cái tí số mà người chết Hôm Trước chúng ta nói Nội cái bệnh ung thư không ở Việt Nam mà một năm như vậy nó giết chết bảy chục ngàn người. Chứ vì cứ tưởng tượng đến bảy chục ngàn người. Nếu mình lấy bảy chục ngàn người mình chia cho 365 ngày thì một ngày nó gần hai trăm người chết thì bệnh ung thư đấy. Trong hai trăm người chết vì bị ung thư nếu mà có người nào được hộ niệm thì chúng ta có thể cứu được một người, hai người trong khoảng hai trăm người đó chết. Thành phần này cũng không phải là nhiều. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng biết được cứu một người để rồi chúng ta cứu nhiều người. Cho nên xin chư vị là nói về hộ niệm là nói về tính khiêm cung. Tại vì có khiêm cung như vậy chúng ta mới chấp nhận những lời hướng dẫn của những người ngồi bên cạnh. Nếu mà không có cái tâm khiêm cung chúng ta không có chấp nhận những hiện tượng đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta có thể tu một năm hai năm nhất tâm bất loạn tự tại ra đi. Ta không cần tới những cái phương pháp nhỏ nhặt lạc vặt thấp kém này. Vì chính cái tâm thượng mạng này nó cài chúng ta vào cái thế Tự mình cô lập lấy mình trong những lúc nguy hiểm nhất Lúc đó đã ngộ ra, đã hiểu ra thì cũng đã quá thừa Vì xin thưa với chư vị Tâm thượng mạng là cái cửa ngõ rất dễ Thuận lợi nhất cho chư vị oán thần trái chủ đến Trá hình hãm hại chúng ta Khi chúng ta nhận dạng ra họ thì chúng ta cũng đành Chịu thua, không còn cách nào có thể cứu vãn được. Cho nên ở đây nối hành khiêm cung, chỉ nhắc nhở. Mỗi người chúng ta còn phải khiêm cung. Kết nhóm với nhau, nhắc nhở với nhau. Khi diệu âm này mà đến cái ngày mà nằm queo queo đó, chư vị ở cha, nếu mà phát cái tâm ra, mua với mấy bay tới, hộ niệm cho dòng diệu hoa hồ, liền cảm ơn liền. <laughs> không thì những vị đồng tu chung quanh đây thấy dư âm mà nằm queo 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 đó là tốt nhắc nhớ ông la ông hù nhất định không có một cái ý niệm nào than phiền chư vị tại vì chính dư âm đã đi đã ngồi trước cái người bệnh rồi la họ tại sao bác không niệm phật tại sao nhảy tại sao nọ thì chư vị cũng lúc cũng la như vậy dùm hoàn toàn là thành tâm tiếp nhận tất cả những sự la rầy đó để cho dùm giật mình trở về tây phương đây là cái hạnh khiêm cung chư vị đồng ý không nhắc đồng Cầu ca Đừng quá lo về phiền não Đừng chủ tâm diệt nghiệp Hãy tập buông xả Thành tâm niệm Phật Cầu nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc Thì phiền não tự hết Đúng không chưa vậy? Đúng đấy Cái sở trường của phương pháp niệm Phật Của chúng ta là một lòng tín cẩn vào đại nguyện của Đức A-di-đà Ngài đã phát thề là người dẫu có phiền não chướng Rồi nghiệp chướng oán thân trái chủ chướng Làm tội lỗi gì nhiều Nhưng mà trong cuộc đời có cái dịp gặp được Câu a di là danh hiệu của Ngài Mà phát tâm tin tưởng niệm Phật Ngài nói dẫu cho niệm Phật Mươi niệm cầu vãng tranh cũng được vãng tranh cái câu nói này quy lại là cái lúc lâm chung chúng ta có được cái cơ hội làm cho được cái điều kiện này. Mà thực sự là tín cẩn ngang chư vị, là thành kính ngang chư vị. Thực sự là muốn về Tây Phương ngang chư vị, thì chư vị sẽ được phản ra. Còn lúc đó chư vị cũng thành tâm niệm Phật mà niệm Phật để cầu cho hết bệnh, thì nó lại chuyển qua một cái hướng khác. Niệm Phật mà cầu cho hết phần não, nó lại chuyển qua cái hướng khác. Cho nên tường Âm nói là chúng ta không được đem một cái đại pháp cứu độ chúng sanh. Một đời vãng sanh thành Phật chuyển về dùi vào cái cục thịt là cái thân nghiệp báo này. Để cho một năm, hai năm rồi chúng ta cũng ra đi. Một tháng, hai tháng chúng ta cũng phải đành bỏ. Và những ngày lâm chung là một ngày, hai ngày chúng ta cũng đành bỏ. Mà cái tâm đó vẫn vui theo cái cục thịt đó, thân nghiệp đó mà chịu. Gọi là kiểu nghiệp chứng trong đời kiếp tương lai không có thể trở về tây phương được mong như vị chú ý những điểm này cho nên bắt buộc là chúng ta phải nhớ là phiền não chúng ta cố gắng bỏ buồn phiền chúng ta cố gắng bỏ việc làm ác chúng ta cố gắng bỏ nhưng mà cố gắng mà nữa là cố gắng hết sức khi mình lỡ làm cái gì phát tâm sám hối rồi bỏ để gì tập trung tất cả cái năng lực vào cái cầu a di đà phật cầu nguyện vãng tranh tây phương cực lạc thì bây giờ phiền não có còn mình về tây phương công hết chứ vì có thấy rõ ràng chứ vì chịu không yeah. chắc chắn nhé câu l càng có phiền não càng nhận rõ mình còn phàm phu hãy quyết lòng niệm phật chú trọng hồ niệm để có cơ hội vãng sanh đúng không chưa vậy đúng. Có nhiều người tới nói về Dâm Tại sao anh cứ nói hộ niệm hộ niệm chi? Tôi sẽ đưa cho anh biết Cái chương trình tôi niệm vật Ba năm tôi tự, tự tại vãng sanh. Thật sự có những người nói như vậy Dâm cấp tay lại, đánh lễ Thành tâm, kính cẩn, nghiền mình Nhưng mà Dâm này không dám Không dám thực hiện Tại vì sao? Tại vì Dâm biết rõ ràng là mình muốn hết phiền não Nhưng mà ngày ngày vẫn có phiền não Hôm nay chưa vị có thấy phiền, phiền não không? Phiền <laughs> não cháy luôn anh thấy không? Người này nói lên người kia nói xuống Chạy lên về chúng cháy luôn đây đâu có chịu không? Tìm cách điều giải này điều giải nọ để bớt đi Đúng không chư vị rõ ràng đấy Mình muốn tránh phiền não Mà phiền não nó không trách mình Cây thì muốn ngừng mà gió không muốn lặng Thì làm sao đây mà muốn phiền não Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Cho nên sống trong cái thế giới mà gọi tôi giới ô trượt này Chư vị phải nhớ cái ngũ trượt ác thế nó bắt chặt vào lấy mình Mình muốn tỉnh tỉnh không được Cho nên một vị mà khi ngộ đạo rồi Ở trong cái thờ phiền não này thường thường là gì? Là người ta tìm cách trốn Đi một chỗ vắng lặng mà tu Nhưng mà họ thượng tình công lại không cho chúng ta trốn Trong cái chỗ vắng lặng Ngài nói cái thời này trốn trong chỗ vắng lặng là tiêu đời Vì sao như vậy? Mình giả đò trốn cái phiền não ở ngoài Nhưng mà trong tâm mình vẫn còn phiền não <laughs> Tức là ma chứng nó vẫn ám người lại áp nhập vào mình thôi chịu thôi đến lúc mà cả một cuộc đời tôi hành đến sau cùng khi lâm chung rồi không phiền não cũng phải phiền nào oán thân đại chủ giờ biểu nó đi người ta cũng không đi tất cả đều chực chờ bên cạnh mình nếu được như vậy thì chúng ta mới áp dụng cái phương thức kết nhóm với nhau quéo tay với nhau hệ tôi bệnh thì chị tới giúp tôi chị bệnh tôi tới giúp cho chị khi nào mà chị Vãn Thanh tôi quyết lòng ngồi bên chị Khuyên tấn khuyên nhắc làm sao đó Chị đừng có tự ái nhé Tiêu đấy Chị đừng có thấy là tôi dạy đợi chị mà chị tức nhé Chị tức là chị tiêu đấy Chúng ta phải thực hiện con đường nhẹ nhàng này Vô lượng vô biên chúng sanh Vì một sự nhẹ nhàng này mà được vãng sanh Tây Phương cực lạc Chư tổ ở bên Trung Quốc Các ngài đã thực hiện cái hàng ngàn năm trước rồi Bây giờ cái thời này đến Việt Nam chúng ta may mắn Một cái cơ duyên đến Phải trải qua hàng ngàn năm như vậy Chư vị kỹ không? Cơ hội vãng tranh đã đến Mà chư vị để lúc qua Chư vị với triệu trách nhiệm là Có chừng vô lượng kiếp sau mới gặp lại đấy Thấy không? Cho nên ráng lên để chúng ta cùng nhau Đi về Tây Vương Cực Lạc Câu M Người phàm phu Hãy chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh thì đường vãng tranh vững vàng hơn là tu tập nhiều pháp. Đúng không chư vị? Ừ. Rõ ràng ở đây từng câu nhắc cho ta một cái phương án. Từng câu nhắc cho chúng ta một phương án. Câu trên nhắc cho chúng ta là cố gắng đoạn phiền não. Nhưng mà phiền não vẫn hiện hành. Tức là tự mình xác nhận chính mình là phàm phu. Phàm phu thì phiền não nó dính chặt được trong tâm rồi. Nó không còn ly ra ngoài nữa. Cho nên khi mình biết mình chắc chắn có phiền não Thì biết mình là phàm phu Phàm phu có phiền não tự nhiên mình hiểu được như vậy Khi phiền não đến mình Tha cho mình Mình coi tự nhiên Người mà tự nhiên trước phiền não tức là người tự tại trước phiền não Người tự nhiên trước căn bệnh tức là người tự tại trước căn bệnh Người mà trước cái chết không sợ tức là người tự tại trước tứ sanh Như vậy cái tự tại nó nằm trong tâm này cái câu thứ hai, cái câu này nó nói là phàm phu hãy chuyên nhất niệm Phật biết rằng là mình là phàm phu thì tội chứa nhiều quá trị không hết. Trị không hết mà đi lang thang lang thang thì tâm bất định. Thì tâm không có chủ định, tâm không có lực định thì bây giờ đây mình có theo nói ngon ngon một chút. không? Nhưng mà khi bắt đầu đưa tới tình trạng là bệnh khổ rồi thì tự nhiên tâm hoang mang, tinh thần xuống cấp, thể lực tiêu điều, tán tâm không còn có thể định tâm được Mà khi tán tâm thì chư viện. Bị sao đây? Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ là tổ thứ sáu của tỉnh Độ Tông Trung Hoa Ngài nói những người mà tu thiền đó Ngài nói là thập nhân cứu thác lộ Mười người thì chín người bị lạc được Bị sai lạc Mà Ngài nói đây là nói những người mà công phu cao cao tộc đấy Có thể đi, tiến tới cái chỗ là tâm rất là thanh tịnh đấy có thể gọi đi với chỗ minh tâm tại vì ngài là minh tâm kiến tánh rồi mà đây là lời giảng của ngài ông qua nhưng mà đến cái lúc lâm chung chỉ cần một là sự suy thôi nhược ấm cảnh hiện tiền miết nhĩ tùy tha cứ đấy chỉ cần một cái tâm mà sao xuyến phân đoan cái tự những ấm cảnh hiện tiền những gì là ấm cảnh ngủ ấm ứng hiện rồi Chứ vị thấy không? Cảnh khó đã ứng hiện rồi. Oán thần đã chịu đã ứng hiện rồi. Nghiệp chứng đã ứng hiện rồi. Từ đó mà theo đó đi. Đi đâu? Chưa có thể thoát khỏi cảnh. Lục đạo luôn rồi. Mong chưa chưa vị hiểu được như vậy. Chúng ta mới thấy có cái cơ may gặp nhau đây. Quyết là quyết giả nhé. Một đường mà đi. Tất cả những chướng nạn gì. Nó đến với chúng ta là một thử thách. Cho cái kiên định của chư vị càng thử thách càng kiên định có kiên định thì mình mới thắng được nghiệp lực của mình lấy tâm lực mà thắng nghiệp lực đoàn kết với nhau để thắng nghiệp lực chúng ta cùng nhau trở về tây phương thành đạo thành đạo rồi thì cứu vô lượng vô biên chúng sanh mong cho vậy ai ai cũng thành a à, Duy việt trí bồ tát nam mô a -à di đà phật nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di Đà đồng cầu sanh về nước cực lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật